Vâng, Đồ Gỗ Tùng Tán xin kính chào các bác nhé. Vâng, hiện tại là 3 giờ chiều ngày mùng 4 tháng 11 năm 2020, tức ngày mùng 19 của tháng 10 âm lịch. Vâng, thì hiện tại em đang có mặt tại nhà bà Thu Đường ở xã Đồng Lạc, huyện Yên Lập, Phú Thọ. Vâng, để bàn giao cho gia đình một chiếc sập thờ. Ở đây toàn cảnh quý vị nhìn đây là ngôi nhà 5 gian cấp 4 của nhà bà Thu Đường ở xã Đồng Lạc, huyện Yên Lập đây. Rất là đẹp. Vâng, thì bây giờ các bác cùng em vào trong nhà để cùng chiêm ngưỡng chiếc sập thờ em vừa mới lắp đặt cho nhà bà nhé. Và đây, trên hình ảnh quý vị đây là chiếc sập thờ bằng gỗ mỹ ta chân 18, mẫu là mẫu mai điểu, và em vừa mới lắp cho nhà bà đây. Rất đẹp, không gian nhà bà rất rộng rãi. Và thì chiếc sập thờ này là chú tôi chưa sơn các bác nhé, nhà bà đang vội về nhà mới thì là lắp cái lót vào nữa, lắp cho bà để bà xem một ngày khác đẹp hơn và sơn nữa. Đây thì quý vị cùng xem chiếc sập thờ của em có kích thước là mét dài 1m97, cao 1m17 và rộng 97 phân, chất liệu 4 mét ta, rất đẹp. Và các bác nào có nhu cầu để sắm chiếc sập thờ như của nhà bà Thu ở xã Đồng Lạc Yên Lập này thì xin liên hệ cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tám nha. Cơ sở xã Quan Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Chuyên gia công và lắp đặt các đồ nội thất trong nhà như bàn thờ, giường tủ rồi này, bàn ghế, chất đồ gỗ tự nhiên. Thì các bác nào có nhu cầu sắm đồ gỗ thì đừng quên ấn nút like, đăng ký kênh nhé. Đồ Gỗ Tùng Tám .com để cập nhật hàng ngày những tin tức mới và mẫu mã mới, luôn luôn ra các loại mẫu mã mới. Và xin chân thành cảm ơn quý vị. Vâng, bà ơi, cho cháu thời nhận xét này, cho lắp cái bàn thờ cho bà thì bà thấy ưng ý không ạ? Được rồi. Vâng. Tiền thì có thế đâu. Vâng, thì cháu sẽ là cơ sở cảm ơn bà nhé, và chúc gia đình mạnh khỏe nhé. Cháu đi nhé. Vâng, vâng, thế cháu cảm ơn bà. Thế làm nào nhớ nó bảo thế mà biết luôn à, vẫn luôn nhà. Vâng.